Alo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình và mình là Quý Tộc đây. Ở video ngày hôm nay thì mình muốn nói đến một cái chủ đề, đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng, chúng ta cài đặt và sử dụng Chrome Pro Table. Vậy thì đối với các bạn mà chưa có sử dụng Chrome Pro Table bao giờ thì mình sẽ giải thích cho các bạn là cái Chrome Pro Table là gì. Thì thường thì chúng ta, anh em chúng ta chạy quảng cáo Facebook hay là chúng ta làm về một cái social nào đấy mà chúng ta cần đăng nhập vào nhiều cái tài khoản Facebook hay là nhiều cái tài khoản mạng xã hội gì đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái cách, có phải là các bạn đăng nhập bằng cái cách là chúng ta vào Google Chrome bình thường và chúng ta có thể đăng xuất đăng đăng nhập vào hay là rồi đăng xuất ra, hay là chúng ta có thể là chúng ta tạo thêm user người dùng ở trên cái Chrome này, sau rồi chúng ta đăng nhập, đúng không ạ? Thì ok, thì theo mình thì cái cách này nó cũng ok thôi. Nó cũng ok, nhưng mà đối với những cái bạn nào mà chúng ta sử dụng khoảng khoảng 3 4 nick Facebook trở xuống thì chúng ta dùng cách này ok, nhưng mà nếu như mà chúng ta sử dụng khoảng 5 nick, 5 5 cái tài khoản Facebook trở lên thì chúng ta phải có một cái cách thức khác. Còn nếu như mà chúng ta dùng cái cách thức mà chúng ta đăng nhập ở trên tạo nhiều user ở trên cùng một cái trình duyệt Chrome, chúng ta đăng nhập thì Facebook nó sẽ biết là chúng ta cùng một người dùng nhưng mà chúng ta sử dụng rất là nhiều những cái tài khoản Facebook khác nhau, và nó sẽ cho rằng đó là bất thường và nó sẽ rất là dễ cho cái tài khoản của chúng ta bị exploit. Ok, vậy thì cái Chrome Pro Table thì nó khác gì so với Chrome bình thường? Thì cái Chrome bình thường thì nó cái lưu cái dữ liệu người dùng của chúng ta vào một chỗ, còn cái Chrome Pro Table thì nó sẽ lưu riêng biệt những cái dữ liệu người dùng, những cái cookie ở đây. Nó sẽ lưu ra riêng biệt như thế này. Mỗi cái tài khoản thì nó có một cái file khác nhau, và khi mà mình sử dụng thì nó sẽ lưu ra ở các cái ở nó ngăn cách ra ở những cái nơi riêng biệt nhau. Các bạn có thể hiểu hiểu hình dung nó là như vậy. Ok chưa? Ví dụ như là bình thường thì chúng ta nhốt tất cả các cái tài khoản Facebook vào một chỗ. Ví dụ như là chúng ta bây giờ có tạo thêm nhiều người dùng nhưng mà nó sẽ vào một chỗ ở trong này thôi, đúng không? Nó sẽ vào một file cài đặt này thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta dùng Chrome Pro Table thì chúng ta sẽ nhốt một cái con tài khoản Facebook vào một chỗ như thế này, thì nó sẽ giảm thiểu đi cái sự liên đới giữa các cái tài khoản với nhau. Thì cách sử dụng như thế nào thì đầu tiên thì chúng ta tải cái Chrome Pro Table này về. Sorry các bạn vì mình có thể là giải thích hơi dài dòng một chút xíu, nhưng mà mình biết là những bạn mà đang xem video này thì thực sự là chúng ta chưa có sử dụng Chrome Pro Table bao giờ, và mình muốn giải thích cho các bạn hiểu về cái bản chất của nó để chúng ta có thể sử dụng nó một cách có hiệu quả nhất. Thì trước tiên là chúng ta tải cái Chrome Pro Table này về, đó là nó sẽ tải về một cái file cài đặt như thế này, và mình sẽ để cái đường link để download ở phía dưới cái phần mô tả cho các bạn download. Khi mà các bạn tải về xong thì các bạn sẽ giải nén ra, các bạn sẽ cài đặt. Nếu như các bạn bấm cài đặt, ok, các bạn bấm cài đặt bình thường như Chrome bình thường, các bạn bấm install thì ở đây là cái thư mục chứa chúng ta sẽ lưu nó ở đâu. Còn ở đây ví dụ như em cho ra laptop. Hồi nãy thì em có cài đặt một cái rồi thì bây giờ em sẽ không cài đặt nữa. Còn các bạn cứ cài đặt bình thường. Các bạn bấm install thì nó sẽ ra cho mình thêm một cái file như thế này. Và thường thì mình sẽ đặt cái tên file này là tên cái tài khoản Facebook hoặc là cái ID Facebook. Còn ví dụ như là em vừa mới mua một cái tài khoản VIA này để em log vào cho anh chị và các bạn xem. Thì bây giờ em sẽ đặt cái tên ở phía ngoài là cái tên của con VIA đó. À, ở trong này tại vì là em đang mở cái này cho nên nó không cho em. Đây. Ok. Vậy thì em đặt đổi tên xong rồi. Vậy thì chúng ta có một cái file như thế này. Sau đó chúng ta vào. Ok, nó là một trình duyệt Chrome như bình thường thôi, nó không có khác gì cái Chrome chúng ta dùng